Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình làm món dựng bò hầm măng cả nhà ơi. Măng chòi á, măng này măng của tre mỡ mà cái nhánh măng rung á cả nhà. Nó bị nó dao lắm vậy nè. Cái này thì nó cũng ngọt lắm. Ngon lắm. Cái này nó mắc hơn cái măng măng ngục. Cái đó mình cũng mua đó. Chứ nay nhà mình chưa có măng. Còn này cái dựng con bò nè. Dựng bò này, dựng con bò nọc, nó bự dữ lắm. Chân này thì nó già rồi. Giờ mình chặt nó ra, đang mình hầm với măng. Thì trong thời gian chặt thì giờ mình để mình đi bắt cái nồi nước lên trước ấy. Thì mình gồm có măng với lại miếng xả nè, mình bỏ vô đặng cho nó thơm. Thì mình nhóm lửa cháy rồi nè cả nhà ơi, mình bật cái nồi nước lên rồi nè, mình đem ra ngoài mình nấu, mình không có nấu ở trong nhà. Trong nhà hầm quá, nay nắng nóng nực của trời của đất, đem ra ngoài nấu cho mát. Thì mình chặt cái xương bò xong rồi nè cả nhà. Ừ, nó cứng quá trời cứng luôn. Cái này giờ mình lấy xả mình bỏ vô cái nồi trước. Hồi nãy thì mình bắt cái nồi kia kìa, mà mẹ mình á nói cái nồi kia nó nhỏ quá, nấu chế nước ít thì sao rụt được cái chân bò này. Mẹ rửa nồi bự, nồi này mình chiên để dành nấu củi. Nồi nãy mình phải nấu bằng chảo chặn nữa, nó lâu này khỏi chặn nấu mau. Xả vô cho nó ra cho nó thơm nước chứ kìa, bán mùi bò bớt. Giờ thì nước sâu bựng lên nè cả nhà ơi, mình đổ chân bò vô. Ôi. Thì măng này mình sắc mỏng ra rồi mình luộc. Mình luộc trần cho nó bớt đắng cả nhà ơi. Luộc xong rồi mình đem mình rửa. Mình mới bỏ vô cái nồi viện bò. Đây, mình luộc nãy giờ cũng lâu rồi nè, măng này cũng chín rồi nè. Giờ mình đổ ra mình rửa thôi. Giờ thì mình làm cái món xả nè cả nhà ơi. Này mình bằm xả với ớt với tỏi với lại muối trong đó rồi. Mình bỏ mẹ vô. Chấm nó mẹ nó ngon cả nhà. Mẹ mình son cũng dữ lắm à. Về cái mình nghiền cho đâm nữa, làm cho thiệt nhuyễn ra. Thì mình bỏ cho nó miếng mục ngọt nữa cả nhà ơi. Chết nó mình quên rồi, bỏ mục ngọt với đường rồi chứ. Mẹ ăn chua nhiều thì trước tiên thì mình bỏ cho nó miếng đường đi, thêm chút nữa hả, mẹ ăn chua nhiều thì mình bỏ đường thêm nữa, còn hả chưa ăn thôi. Mình trộn rồi. Vậy cái vậy là nó hơi đặc nha cả nhà. Mình bắt miếng nước nóng á, cái mình để cho nó nguội lên, cái mình đổ vô nữa là vừa chấm. Thì măng mình rửa rồi. Măng mình rửa rồi nhưng mình đổ vô cả nhà ơi. Mình đổ vô mình nấu lâu cho nó rút vô măng này nè. Cho nó ngon. Mình chưa nêm nếm gì hết trời cả nhà ơi. Mình nêm muối vô sợ nó lại cái gan này nó lâu chín. Ủa nó lâu mềm nên mình nấu cho nó mềm mình nè. Giờ mình mới bắt đầu nêm, mình bỏ măng vô rồi giờ mình nêm nè. Đấy này thì mình nêm miếng muối, miếng đường, miếng bột ngọt, miếng cần no nha cả nhà.
có cái no vô nó ngon, nó ngọt nước. Chín rồi cả nhà ơi, giờ tí múc ra nè. Tí này đi làm xí nghiệp, bữa nay chủ nhật nghỉ nhà nè. Bữa nay mãn hàng tuần. Mình hâm sẵn rồi. Xong chín rồi mình rủ nó với Năm Lợi với giỡn nữa mà giỡn với đâu rồi. Hiệu kinh doanh bất động sản rồi. Năm Lợi còn ra thăm vườn. Kiểu đất này lên giá kiểu thăm coi kiểu gã được không chắc. Kiểu trong cây được chưa? À, cây xài cái đồ khó ăn quá. Xài đồ lâu ăn lắm. Ừ. Trồng đi. Không phải có phụ trồng cây hay. Cái này tao đo 9 mét, trồng góc tính được tiền của bột nè. Trồng đi cho người ta, không ai cho ứng cho người ta xài được gì. Nay dịch giả khó khăn quá. Gì 9 được 3 27 mét hả? Để vô được rồi, xong rồi. Đo 9 tao còn chừa 15 được rồi. Ờ. Mưa tọt không kêu dữ, chiều nay chắc mưa quá. Chà. Để cái nào bên đó luôn cả nhà ơi. Mình ngồi đây. Quất luôn, quất ngoài đồng luôn. Đồng xả tí làm thêm chén nước quá mặn nữa nè. Bỏ miếng quế vô tí ơi. Bỏ miếng quế vô cho nó thơm nước. Có quế vô với măng nó hạt dữ lắm. Tính nấu quanh chùa bông một bình. Ở đâu có bông? Này mấy anh em mình ăn có món một rồi cả nhà ơi. Chừng bò chấm mắm xả, mắm mẹ chứ không có xả cũng đúng luôn. Rồi rót cái tí quất cái nước mắm này ăn không hết đâu, múc ra đi ít hơn. Ừ. Mình ăn cái tô nhỏ đi được rồi, được rồi. Ừ. Okay, đừng quên. Để này chiều còn dư lại mình luộc rau rồi mình ăn. Năm Lẫn dung dưa cho mình đẻn chắc. Chắc lúa thì cũng thơm hơn người. Đẻn á, ừ, giỡn không có lại không rốt chị giữ rồi. Ồ nè. Dập ra coi, dẻ cho cả nhà mình xem nó rụt nè cả nhà. Hôm nay mình hỏi chiều dung dưa được không? Ừ, cho anh thử một cái miếng cái. Hỏi nhiều cái khó trả lời rồi. Mấy con bỏ đi bỏ đi rồi mắc đi nó xin lỗi cả nhà nha. Mấy anh em gấp người cục đi, cục bự bự không à. Ngồi số 5. Thì chỗ 5 cho chỗ 5 cái móng. Xin mời cả nhà nha. Để mình chấm thử cái trước miếng này cái ngon dở cái. Từ từ nhậu sao. Sáng đâu vậy. Măng này đâu vậy? Mua. Ba măng nhánh thì bán 60 ngàn ký. Cái này phải rau chứ, ai bẻ đây cái ngậu đây lật mà. Có bao nhiêu ta? Măng đá bỏ uống chứ. Măng một có 30 ngàn mà. Măng này bán 60. Vậy chứ măng này măng một ngon bằng măng này hả? Ừ, này vàng y như măng rung nè. Dạ. Ăn miếng măng cả nhà ơi. Đi nãy giờ trưa cái hoài muốn kiếm gì ăn cái quên. Tao chủ nhật tuần sau. Nó nói đặc biệt. Sao ta đây các cắt lúa nó chủ nhật khả nó cái máy đem gốc cầm tôi luôn. Gốc cầm mày hả? Ừ. Ừ, tới bữa đó đi tôi rượu tôi vậy. Cái nào không ngay ngày chủ nhật. Vô. Xả nó cũng có tính ngày. Xin mời cả nhà nha. Đây ra giờ ly rượu đế cả nhà ơi. Ăn không sợ nó bụng. Bữa nay ngầu ngoài đồng luôn nè. Ừ. Gì? Cứu được không? Là. Dạ.
20 tỷ. Nó thấy nó cái dừa, ô cái mấy cái đều sạch tuốt, nó làm tốt, thì ớt thì trời. Mời các bạn nghe. Cái trong, mấy ngóng cái trong, mình thấy là đâu, đâu có bị ban sống à. Chích nó tạc miệng ăn hả tí? Này. Chấm nghe. Tôi làm có đá cục đá nào lấy cái phít bỏ cục đá uống rồi. Này nó có cái chai trong á, lỡ tôi rót nước đầy đầu mà tôi ra tôi quên đâu. Kè đứng nằm trên dáng kìa. Nhìn tay luôn. Đã ra rục lâu dữ lắm rồi, mấy tiếng rồi. Vô bò vậy mới ngon. Thôi, tay nghề dữ lắm, nấu đường vậy chưa tí nữa. Để theo một tiếng. Ừ, chấm vô. Là anh lấy cái muỗng này nè, anh chan lên. Chế ngay chỗ nào cái cạp ngay chỗ đó. Đã lắm. Lấy cái muỗng nó chế lên nó mới được. Đã 3 chỗ 5 luôn dữ trời. Không liền này, không lẽ này tôi liền tới rồi. Không, nó cốt bự quá rung. Mọi tay. Tay rung chân teo rồi. Lên của ông chân teo. Cái móc, cái mềm. Nhất cái nào. Khó tưởng thì. Làm nó tới rồi cả nhà ơi. Tới rồi. Nói dữ lắm. Này. Sẵn lên nhỉ. Chế vô đây. Sẵn rồi. Mình rột tới rồi sẵn ra luôn nè. Chế vô miếng nước mắm ăn gì nè. Đi chế tới đây đi. Tới này ăn liền. Nó ngon cái đệ của này sao. Ừ. Qua nữa nó đọt nhớt. Bò làm vậy nấu ăn liền. Xin mời cả nhà nha. Ngon. Mới mua rồi anh Lợi. Mua đường xuồng á. Răng 800 gram mà bao lớn vậy. Gài thử coi. Này anh Năm nó có chuột rồi cả nhà ơi. Để anh gài thử coi mình ăn mình test thử coi chuột ngon chưa. Hả ngon thì mình bán chuột lại nha cả nhà. Thì tới cái clip đầu tiên mà mình làm món thì mình quay cho cả nhà mình xem. Hả mập ngon rồi mình bán lại. Này đổ chừng 2 cây mưa nữa là mập clip luôn á mà sợ. Năm nay là chuột cô dám mưa chú Năm là bảo là nó phải nhiều hơn năm rồi. Nhiều chuột này cái giạc ruộng mé mình của tao ruộng mình dầm mình. Thấy là lúa năm nay là người ta bỏ ruộng không? Ừ. Không ai thua là trời đây mà đây mà qua đây ấy nữa cho cái khu này thì chuột đây tới 2 tháng nữa ra đây làm đi cho hết chuột. Năm nay lúa rẻ là mình có chuột ăn sớm cả nhà ơi, tại vì người ta ăn có vụ mà người ta bỏ cái người ta không có thuốc chuột nữa nên là trên sâu này là chuột nó đẻ sớm được chứ còn ta thuốc thì chết hết đâu nó chậm đẻ. Đợt này lúa rẻ quá. Cái đó tại người ta làm nó đợi cái khuôn nó bị lỗi. Có thế vậy đấy. Chứ này cái chuyện tao uống gọn không phải phải. Không, đơn giản đi, ăn món mộc rồi, có gì ăn ngay đi. Cái bài ấy chứ cá thật cơ, cá ngon, cá đó nó quấn nó còn chiều còn ngay lâu, quấn cái nào cho mồm thôi vậy. Ủa chứ dẫn đi trước anh Năm hả? Nó ra đi tao không tính, đây là đây tôi trước này dưới. Tao tắm. Còn thấy cá cho Năm thèm không chứ. Tính đi Năm non. Cái miếng đó để cầm cỏ mình đem đây. Đám hả ông mua thì ông cũng để tao bằng kia. Còn cái này cũng để tao này. Tù rồi. Mua miếng đó trồng đám cỏ đó tao được cắt cũng mệt rồi. Trồng đám cỏ, nó trồng đám cỏ đó. Nó có 4 năm một cái, 5 chục một cái gì thử nó gồm, lần nhớ nhà quấn đường đó được. Nhà, thầy bố cho bỏ rẻ nè, chụp 2 cái thôi. Mua thì bỏ cứ 4 một cái tốt tốt cũng được. Nó tiện rồi. Rồi, kiếm cái lượng con bò nào tốt, tốt mua để con danh điện học. Tại nhà ấy. Đó, mày tôi được thả đó luôn tôi. Ở trong kia nó nắng quá cả nhà ơi. Mình dời ra ngoài đây nè. Rồi ra ngoài đây cho nó mát. Nãy chiều ấy, nó mặt trời rồi xuống. Ra đây gần nhậu gần ngay chỗ đồng ruộng lúa luôn. Con hơi vui vui đụng. Tới ăn vàng vậy luôn. Máu không?
Này mình lâu lâu mình lên nhà ông chủ YouTube mình dở theo vậy mình uống hay có à? Trời trời trời. Mạnh dữ. Cốp công tao luôn. Mạnh dạng dữ. Mình uống chừng nửa bên này thôi. Mình rượu gì vậy tí? Phải coi. Người ta kêu bằng hình như là rượu cành. Rượu này uống sao tí? Cái này kê vô hút. Cái này mà thượng hạng. Có chuyện gì. Ba giòi nha. Chỗ mới mà bia rượu mới cả nhà ơi. Ra đây cái thì bữa nay phá trên bình rượu. Tí thì kêu nó đi lấy bình rượu mà giờ nó mua thêm thùng bia nữa. Bình rượu này của anh Năm Lợi. Rõ ràng là trấu cái con này mấy má ơi. Ai chỉ mà chế bia vô vậy? Năm Lợi nè. Còn nước suối còn bia. Trời ơi trời. Uống bia đổ vô uống cho chết hay gì trời. Biết làm thử chứ biết chứ ta. Có chừng nó phạm thuốc á. Tao không biết nghe. Tao uống. Vậy không là. Tao uống nước suối. Ê ông có nên làm sao? Ai biết. Ông có đánh giang kèo. Này sẽ giang kèo móc. Chế vô đi. Không phải phải nè nè. Nó ngay cái chủ vô chơi. Không đúng rồi nó để dành vậy nó để cho mình thọt. Xuống chưa? Rút chắc không phù mang. Trời, người ta chế nước vô nó mới nẩu lên. Nói chung đó mình không biết nha. Chế vô nó lạ người anh ông mà. Sao cái này? Hồi trước nó cái bằng cái cần chế y như cái chốt vậy. Thì thời buổi này thì chắc ta chế là vậy chứ. Mà nó sẵn nó ấy còn cái này gì nó mới rấu nè. Lọt vô đi. Ai chỉ rót bia vô đó uống. Cái máy tư sang mà. Sang, trời đó cứ ta uống cho chết. Uống tùm riêng phạm thuốc chết queo ở đó. Giờ chết lắm. Ông gì? Uống bằng nước suối. Không ấy chứ nước mưa, nước suối. Thời buổi giờ mình nước mưa ở đâu, chế nước vô tôi uống chứ. Tháng này mưa đâu có, không kiếm. Tới đất chưa, thấy dòng này chưa tới. Là 6 lít mà, thấy gì chứ 6 lít không á. Dữ lắm. 6 lít là 12 lon. Đây là 12 lon. Hai quần. Cái tờ cơ. Vui phụ chứ. Cái thùng bia này, xong cái này đã. Cái này mà hả mình lấy lại là mình lấy kêu bằng cái gì? Heineken chứ. Cái này làm tầm trật rồi cả nhà ơi. Mình đó. Cũng chẹo nữa. Biết thì làm, không biết thì thôi, cũng cãi. Hà nói cái cãi. Để nhà ghế tụ rồi. Trời ra chứ lại rót vô liền. Liền chứ đã cái bia thì ông cũng liền được chứ. Cái gì đó? Uống thì thấy cái cãi. Lên chứ sao không lên? Trở vào rồi đó mình thấy không? Là trong giác chứ có gì đâu. Sao? Cho thử, cho biết cảm giác coi. Chua chua ngọt ngọt, không nghe mùi bia với chai. Để làm cái nó có ra mùi gì. Kiểu mà dưới mới rồi. Làm cái nó chắc nằm luôn như đây. Giang rồi. Ăn giang được, ăn giang đi nha. Đúng rồi, đã cái độ men của nó thì nó vậy trúng rồi. Rồi, hãy cho im, dầu im ra đã đâu. Đã không, tê không. Nó muốn làm đã đó kìa. Được rồi. Bữa nay làm hư. Rót mà cho đầy chứ. Bữa nay làm hư cái bình này rồi. Thấy cái kiểu rồi. Trời một này, lát con giáp vô lót ổ 6 liền. Trời nhớ cái luôn. Cây vô lưng mày liền chứ dạ. Đợi cho uống con biểu giác gì lót ổ 6. Mày đem về mày lót con gì vô đó. Nó hâu rượu chịu nổ ha mà. Rồi. Bài kiểu này tao nói mà không chơi. Ê, bữa nay mà 4 tầng không hết rồi mà. Nó sao không chết nữa thầu. Tôi không ưa nghe. Không ăn không muốn gì. Thì rảnh không có đi ráo là thầu anh đi đám rồi anh đi dịch trả. Đợi. Kêu vợ. Lên mà không có hỏi rồi đi. Về liền em. Còn dưỡng bò này cả nhà. Tôi thấy nó vậy mà giữ là. Cái này. Thèm cò. Thiệt luôn, thèm miếng cò cháy. Thèm cò cháy mà bắn không được. Chứ ngày qua dưỡng út dưỡng bảy mà bắn không cho mày ăn hay sao mà mày. Rượu ăn cái vợ con rượu gì vậy trời. Là về mà về đánh ngày qua luôn hả? Ừ, về chịu quá. Trời ơi, về đánh không ai tiếp hết á. Ăn thèm. Thấy con toàn thấy đòi vậy đó, vừa bụng mày chưa? Biết rồi, để nó thử. Tại vì nó máy mạnh mà. Mình nhanh cái tí, mình làm cái gì đâu mà thiệt. Lại máy mà yêu dữ vậy. Từ từ làm hơn đập đá màu đập màu mày đưa vô tược mà còn vậy chứ nó không chung ngừng chứ ở đó kêu như vậy nè chua chua phải không cho cảm giác coi thử uống rượu cành mà này nó làm thì y như uống rượu tây rượu pháp gì đâu đưa ra coi tao chị nghĩ của nó là nó chua chua mà nó xin mời cả nhà nghe xin mời cả nhà uống miếng rượu cành nha cả nhà
Rượu này rượu rượu cành bia. Đúng không? Nói đầu có mùi thuốc tây. Đúng là rượu cần bia nghe cả nhà. Ừ nhỏ mập chết. Chết ờ bò vuốt. Mày rượu hơn mà đâu mày bỏ con luôn được. Khỉ con không khỉ mẹ. À. Ừ nó đã vậy mà. Thiệt tình. Ừ. Vô nghề. Từ ông chủ bình cũng làm ly chứ. Làm như nó cũng làm mùi thuốc tây. Ọc, ọc chứ buồn. Thôi nước dừa. Đừng nói không được đem độ nghe. Dừa ấy. Đừng nói không được đem độ. Cái này chắc uống chắc, này chắc đi thiệt. Đừng có chăm nữa tới. Lần lần thì sao nghe xuống thiệt chứ. Cái này hang mà mấy người nữa uống đi chứ mà. Cái này nè. Tôi ăn đi. Nó nước dừa mà tao sợ có người uống nước dừa uống sợ. Nó chơi không nổi. Không chơi bia chẳng mạnh. Bia đi. Ba mà chế vô đây là bia. Không được coi để bà rót nước uống. Không mua gì bia không còn. Cậu giật xuống hết chứ. Lưng luôn à. Cậu giật. Cậu giật ít. Cậu gì hả giật. Hả? Cái này, bờ, cái này mà uống hết cái bình này cũng đi về sửa tướng liền chứ tao thấy cái đường rồi. Sập ủ. Thấy không ổn. Không dòng lại người. Tí nhạc bô. Tao nói cái này uống rút cái này có mấy cái nghe xuống có thấy chứ. Xuống người liền. Thử được cả nhà ơi, năm lại anh rút đồ vô tới bên kia, mình nằm con mình chạy vô, sao còn đồng giờ mưa tới à.